Đây. Đó, nó to luôn rồi. Kiến hả? Dạ. Kiến để dùm cái điện thoại sau qua cái kệ của bay luôn vậy. Dạ rồi chị, cho em ngồi đó đi chị. Dạ. Khi mà sáng chạy ầu quá khiến cho cái đóng dùm cái cửa lại nhà bên ngay. Chuột cái gì vậy? Này cái tán hơi rung đúng không? Kiếm nó dạy ra kéo anh kiểu trước lại đi kiếm. Trời ơi, sao?
kinh. Chùi nó mờ hả? Không chùi thôi chứ. À em của em 100 bác. Chờ sẽ bán nó vô. Cơ thể nó thiếu sáng như thế này không? Nó thiếu sáng thì nó cũng cho thêm đèn. Kiến cho thêm đèn cô thực được không chứ? Đèn cay chứ chồng đèn chi chứ. Đây có còn là ổng chị khám 12 này không? Đây có còn là ổng chị khám 12 này không? Chuyển phi dê qua bên máy này rồi. Máy? À Hiền, em vô trong cái thọ mà thọ thứ nhì của chị Bêu á. Á thọ ở trong phòng á. Lái tiền trong đó giùm Bêu á. Thọ trong phòng mà hai cái thọ nhựa màu xanh đó kìa, cái thọ mà kéo ra được á. Thì cái mụn mà ít nớ thì quay cái này. Quay cái này cũng được. Mà chùi nhiều thì quay cái kia. Ấy á, là đúng nó là bêu túi như bên làm TikTok đi để sáng mai họ cầm đi luôn. Hiểu không? Mày thấy ta nạn mụn mà ta nớ không ta à? Để túi như cô thôi. Thế là bê gãi hết cái dây qua nó đi. Để ngày mai họ cầm máy xuống như đó, họ bảo hành. Rồi ngày mai họ chở bột xuống kìa.